cầu thủ U23 Việt Nam ăn cơm Nhật Bản ít thời gian và bây giờ tỏa sáng. Thưa quý vị, sau hai vòng đấu đầu tiên ở V-League 2023-2024, Bùi Ngọc Long đang là nhân tố thi đấu nổi bật nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận thắng 2-0 trước Khánh Hòa ngày ra quân. Tiền vệ U23 chính là người mở tỷ số cho đội bóng với pha dứt điểm đầy quyết đoán. Đến vòng 2 làm khách trên sân của Tân binh Quảng Nam, Bùi Ngọc Long với tình huống đi bóng lắc léo buộc hậu vệ đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm, qua đó mang về cú đá phạt 11m để Paul Nep ghi bàn thắng gỡ hòa giúp Thành phố Hồ Chí Minh có được một điểm. Tuyển thủ U23 Việt Nam được coi là cầu thủ kém may mắn khi có hai lần đội bóng Anh gia nhập giải thể. Năm 2019, anh ký hợp đồng với Than Quảng Ninh, lên đội 1 được 1 năm thì đội giải thể. Sau đó Ngọc Long gia nhập Sài Gòn và là một trong 5 cầu thủ được gửi sang Nhật Bản theo dạng hợp tác. Sau khi trở về từ Ayun Claro Numaju ở G-League 3, Sài Gòn thanh lý toàn bộ cầu thủ và cũng giải thể. Sau nhiều vướng mắc về giấy tờ chuyển nhượng, đến đầu năm 2023 anh mới có thể thi đấu cho Thành phố Hồ Chí Minh.